Mến chào anh chị em. Hôm nay Lâm xin giới thiệu cho mọi người một cái khung cảnh châu Âu tại Đà Lạt. Khi mà Đà Lạt bắt đầu vào mùa thu thì hoa mimosa sẽ nở vàng ở các ngã đường. Mimosa, một cái tên rất là Tây ha. Rất là đẹp, riêng của Đà Lạt thôi. Các cái tỉnh khác không có hoa mimosa. Tại Việt Nam chỉ có Đà Lạt thôi. Và đặc biệt là nở vào mùa thu, sang mùa đông. Và nơi mà đoàn Quý Lâm muốn giới thiệu cho mọi người đó chính là nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng. Khuôn viên của nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng nằm tại đường Đinh Tiên Hoàng, nghĩa là nối từ ngã năm đại học ra tới Hồ Xuân Hương và nằm đối diện với lại sân golf đồi Cù. Mình giới thiệu để mọi người có thể lên Đà Lạt thì đây cũng là một cái điểm tham quan. Có thể cho đặc biệt có trẻ con thì cho vào đây chơi, có rất nhiều trò chơi. Free. Đây là một trong những công trình thể hiện cái nét cổ kính của Đà Lạt. Một cái ngôi sao của Đông Nam Á về du lịch từ xưa đến nay. Một cái không gian phải nói là rất đặc sắc, mang đậm phong cách của châu Âu. Thì cái tòa nhà này nó và bao gồm cả cái khuôn viên của cái khu vực này thì hồi xưa là một cái trường đào tạo của bên Thiên Chúa giáo, đào tạo tu sĩ, gọi là một cái viện đào tạo tu sĩ lớn nhất Việt Nam thời trước. Ở đây thì toàn bộ các lối đi được lát đá rất là kiên cố từ xưa đến giờ. Đây là đám trẻ unschool của nhóm nhóm tụi mình tại Đà Lạt. Thì hôm nay thì cho các bé vào trong này để học tiếng Anh và học vẽ và vui chơi. Trong khuôn viên này thì có rất là nhiều cây cổ thụ đẹp, như là cây tùng này là một cái cây lâu năm mà nó thể hiện được cái nét của một cái giống như là một cái cây cổ xưa vậy, giống như là cả trăm năm tuổi rồi. Nó có cái gốc rất là lớn nhưng mà cái ngọn thì cằn cỗi.
Đây là cái bảng hiệu của cái cơ quan là Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Lâm Đồng. Đây cũng là một cái nơi đào tạo rất là nhiều nghệ sĩ trẻ của Đà Lạt đây. Trong khuôn viên này thì chúng ta cũng sẽ bắt gặp rất nhiều cái loại hoa đẹp, rất nhiều giống hoa đẹp. Các cái công trình kiến trúc cũ của Đà Lạt thì rất là nhiều công trình ốp đá được xây bằng đá và để đá thô như vậy. Thực ra thì mặc dù nằm ngay trung tâm thành phố Đà Lạt và gần Hồ Xuân Hương, nhưng mà nhiều du khách cũng không biết chỗ này bởi vì nó nằm khuất ở trong một cái giống như là một khu rừng. Cây cối khá là rậm rạp. Mà đến du lịch ở đây thì chúng ta giống như mình nói là có cảm giác giống như lọt vào một cái xứ sở nào đó ở châu Âu. Đây thì cũng giống như là công viên tàu đàn của Sài Gòn vậy đó, dành cho phụ huynh và trẻ em đến vui chơi vào cái dịp cuối tuần. Phía bên này là cái khu trò chơi miễn phí. Còn bên này, bên trái cổng là khu trò chơi có thu phí, phải mua vé. Đây có một cây tùng cổ thụ bị cưa, có lẽ là nó nằm trong cái phong trào cưa cây trường học trong cái thời gian vừa rồi, do cái phường, một cái phường ở Sài Gòn đè học sinh. Và cơ bản là như vậy, là mình đã giới thiệu xong cái khuôn viên công trình nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng, một cái công trình gắn liền với Đà Lạt thời mới thành lập và gắn với cái lịch sử của thành phố Đà Lạt. Mình hy vọng là mọi người có thể có thêm được một cái điểm tham quan hay dừng chân nghỉ ngơi, hoặc là cho trẻ em vào đây vui chơi khi có dịp đến với Đà Lạt. Nó nằm ở trên đường Đinh Tiên Hoàng.
từ Hồ Xuân Hương đi lên trường đại học thì nằm phía bên tay trái, đối diện với sân golf đồi cù. Xin cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào tạm biệt.